Xin chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Lý do Nô Phước Thịnh bức xúc kêu gọi tẩy chay phim Cổ Hồng Đào, Thành Lộc đóng chính. Ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau cho Nô thể hiện được sử dụng trong phim Ngôi Nhà Bướm Bướm mà chưa xin phép. Trên trang cá nhân, ca sĩ Nô Phước Thịnh vừa đăng tải dòng trạng thái khá dài vì việc ca khúc của mình bị một đơn vị sử dụng trái phép. Cụ thể, dòng ca sinh năm 88 cho biết bản thu ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau, một sáng tác Đỗ Hiếu do anh thể hiện được sử dụng vào phần cuối của bộ phim Ngôi Nhà Bướm Bướm. Theo Nô Phước Thịnh, việc sử dụng bản thu như vậy đồng nghĩa là anh đang tham gia hát nhạc phim cho dự án này. Nhưng nam ca sĩ khẳng định mình hoàn toàn không dính dáng gì. Ekip đang sử dụng chất xám và sức sáng tạo của Nô một cách bất hợp pháp. Anh bức xúc. Một phần vì lý do khiến dòng ca Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ tỏ ra gay gắt trên Facebook là vì cho đến thời điểm hiện tại, Nô hay bất cứ ai trong ekip đều chưa nhận được sự xin phép sử dụng bản thu ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau từ ekip sản xuất bộ phim Ngôi Nhà Bướm Bướm. Nam ca sĩ thẳng thắn nói, thời điểm hiện tại, làng giải trí của Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển, đồng nghĩa vấn đề bản quyền cũng được nâng cao. Tuy nhiên, việc ekip thực hiện được một bộ phim ra rạp đàng hoàng như thế lại là việc thiếu chuyên nghiệp về bản quyền, thiếu tôn trọng nghệ sĩ, thì thực sự là một hành động không thể chấp nhận được. Bản thân Nô Phước Thịnh và công ty quyết định lên tiếng vì cực kỳ lên án những trường hợp này. Nô Phước Thịnh và đơn vị trừ bản quyền sẽ tiếp tục hợp tác làm rõ vấn đề này. Cuối bài viết, Nô Phước Thịnh còn để dòng ngừng ăn cắp và tẩy chay Ngôi Nhà Bướm Bướm. Chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Các fan đều tỏ ra ủng hộ thần tượng khi thẳng thắn lên tiếng để cùng tôn trọng tác giả bản quyền. Song không ít bình luận khuyên Nô Phước Thịnh nên bình tĩnh vì việc kêu gọi tẩy chay phim có thể làm ảnh hưởng đến cả ekip hàng trăm người. Cần gì phải làm đứng chuyện hả anh? Tẩy chay thì dễ đó, nhưng hãy nghĩ đến những công sức biết bao nhiêu người. Chuyện gì có thể thương lượng được thì thương lượng. Chuyện nhỏ hóa không anh à, một fan chia sẻ. Sau lời tố cáo của Nô Phước Thịnh, ekip Ngôi Nhà Bướm Bướm đã có cuộc họp nội bộ gấp, ra soát lại quy trình sản xuất. Sau đó nhà sản xuất phim chính thức lên tiếng vì vấn đề này, cũng như gửi lời xin lỗi tới Nô Phước Thịnh và thừa nhận thiếu sai sót trong quá trình sản xuất. Theo ekip, Ngôi Nhà Bướm Bướm muốn có một lời xin lỗi chính thức và chân thành đến ekip nhà sản xuất thu ca Mãi Mãi Bên Nhau, gồm tác giả là nhạc sĩ Đỗ Hiếu và ca sĩ Nô Phước Thịnh. Lời xin lỗi này cũng được đoàn phim Ngôi Nhà Bướm Bướm gửi đến các nhóm sản xuất các bản thu khác được sử dụng trong phim Taxi Đường Cong. Trong quy trình làm việc, phía nhà sản xuất làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam thông qua hợp đồng sử dụng quyền tác dụng âm nhạc để mua bản quyền sáng tác cho các ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau, Taxi Đường Cong, Nội Long. Trong đó, thời lượng sử dụng tác phẩm bài hát phụ ở trong phân đoạn tối đa là 4 đến 30 giây một bài. Theo ekip Ngôi Nhà Bướm Bướm, trong quá trình sản xuất phim, nhà sản xuất đã nhầm lẫn giữa quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Thay vì liên hệ với các ca sĩ để mua quyền sử dụng các bản thu thì ekip lại đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để mua quyền tác giả. Chính sự nhầm lẫn đối tượng pháp lý này đã dẫn đến thiếu sai sót như hiện tại, khiến các ca sĩ và chủ sở hữu bản thu bức xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.